Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Kính thưa quý vị, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện đang có một đợt không khí lạnh nhẹ ở phía bắc di chuyển theo hướng nam. Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Vì vậy, Hà Nội sẽ có gió thay đổi, giữa đông và đông bắc. Nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm khoảng 2 độ. Vào đầu giờ chiều sẽ ở khoảng từ 33 đến 34 độ trời mát, xuất hiện mưa rải rác tập trung vào chiều tối. Và sáng ngày 9 tháng 5, từ chiều tối nay đến sáng ngày 9 tháng 5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhiều nơi, mưa vừa đến mưa to, xảy ra trên diện rộng. Thậm chí là mưa còn có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân đang có một đợt vùng hội tụ gió trên mực 1.500m hoạt động mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có những nơi mưa to trên 50mm. Mức nhiệt hoàn toàn ở ngưỡng dễ chịu 22 đến 30 độ. Riêng Tây Bắc Bộ có nơi trên 31 độ. Tuy nhiên trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ thì có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Quý vị hết sức lưu ý. Đối với các tỉnh Trung Bộ, mưa rào và rông sẽ xảy ra ở Thanh Hóa và Nghệ An. Cục bộ có mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 cho đến 33 độ có nơi cao hơn. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thì có mưa chỉ xuất hiện về chiều tối, 3 ngày trời nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía Nam thì nắng nóng có xu hướng quay trở lại, đặc biệt các tỉnh Nam Bộ nắng gắt, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, miền Đông Nam Bộ trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhờ lợi thế địa hình thì nhiệt độ dễ chịu hơn, thời tiết chủ đạo là nắng, nhiệt độ ở các tỉnh thành phố Con Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa phổ biến trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Các tỉnh Nam Bộ dự báo chỉ số tia UV ở mức cao trong khoảng thời gian từ 12 đến 16 giờ. Vì vậy nếu tiếp xúc ngoài trời mà không có đồ bảo vệ thì sẽ khiến cho làn da bị cháy nắng, thậm chí là bỏng rát. Do vậy khi tham gia hoạt động ngoài trời, quý vị hết sức lưu ý. Sau đây là phần dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước. Khu vực thủ đô Hà Nội, nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ gần sáng có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng vùng núi Trung Du Bắc Bộ, từ gần sáng mai có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.